đội Capcom Lipa, nước chủ thể nguyên bản lên mày. Hello, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho máy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải nghiệm của mình nha anh em. Tiếp tục là một cái con game là Huyền Thoại Mutakan đã làm mưa làm gió ngay thời điểm hiện tại bây giờ. Thì tất cả những anh em đang ồ ạt ngày đêm chăm cài tìm hiểu và phát huy hết cái con game này cho chúng ta được cái gì anh em ạ. Và đây là một cái con game mua Huyền Thoại nền tảng đó là mobile và được dựng lên từ cái những cái phiên bản chuẩn mực web gen chuẩn mực của PC nhưng gói gọn trên một chiếc mobile cực kỳ nhỏ nhắn và xinh xắn. Anh em có thể là đem tất cả mọi nơi mà mình cùng chiến với tất cả anh em ở trong cái ban hội trong nhóm của mình nha. Thì hiện tại nhóm của mình cũng có được hơn chục người anh em à. Anh em nào muốn vào trong nhóm mình để giao lưu tìm hiểu chia sẻ, mình có để một cái link ở cuối phần video hoặc là mình để có đường dẫn cuối phần video, mình có để tất cả những cái cần thiết, những cái link đăng ký, những cái cổng nạp thì mình sẽ để cuối phần video, mình gom gọn cho một cái link. Anh em có thể là vào trong đó để xem tìm hiểu nha. Hôm nay là một cái video review tiếp tục cái con game là Huyền Thoại Mutakan. Hôm nay mình sẽ cho cái con class mà mình cực kỳ yêu thích. Ngoài cái con GF ra thì mình còn ái mộ, mình còn fan cuồng của một anh DL. Tiếp theo đó là một cái con GL nhưng mà phiên bản này không có GL thương thủ. Thì cho em qua một bên thì mình sẽ cho hai em này lên sóng đây. Thứ nhất là cái con GF, thứ hai là cái con DL. Hôm nay mình sẽ cho cái con DL ở với một cái chỉ số reset là 24 và master là 396. Hôm nay mình vào trong đây hướng dẫn cho các anh em là ở những cái giai đoạn như gì, các anh em muốn cần học những cái skill cấp cao hoặc là những cái bộ đồ cấp cao hay là cái gì đó, anh em cần thiết là phải làm nhiệm vụ cho mình là 150 anh em à. Và những con nào làm nhiệm vụ 150 thì con DK làm nhiệm vụ nè, con nách quay làm nhiệm vụ, con cung nữ, con sum là những con đó làm nhiệm vụ 150. Và những con nào không làm nhiệm vụ 150, nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2, đó là con MG đấu sĩ, con chúa tể DL, thứ ba là cái con thiết binh GF, thứ tư là cái con GL thương thủ là không làm nhiệm vụ, không làm mà đòi có ăn, chỉ có 4 con thôi: Magi, DL, GF và GL. Hôm nay mình vào trong đây cho các anh em biết đây. Các anh em muốn làm nhiệm vụ thì nó cũng rất dễ thôi, yêu cầu các anh em phải farm lên cho mình nhiệm vụ là 220. Để làm cái gì? 220 là chúng ta có thể là làm nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2 và nhiệm vụ 220 luôn. Và cũng như những cái clip mà mình đã có review chia sẻ thì hôm nay mình sẽ tổng kết nhanh lại cho các anh em biết luôn. Anh em muốn làm nhiệm vụ được thì các anh em phải có một cái level nhất định. Các anh em chuyển map cho mình. Các anh em qua bên map là Davias. Các anh em đi qua cái hướng 3 giờ cho mình nha. Cái hướng 3 giờ sẽ có một cái người ở đây để mình làm nhiệm vụ. Và mình nhắc lại cái con DL này nè, nó không cần làm nhiệm vụ 1, 2 và 220. Nó chỉ làm nhiệm vụ là 380 và nhiệm vụ 400 thôi. Và cái con này á, mình lại đây mình chia sẻ cho các anh em biết là con DK, con nách quay, con sum, con cung nữ là đều lại đây làm nhiệm vụ. Và nhiệm vụ 220 thì các anh em phải kiếm một chiếc nhẫn quang vinh và kiếm một cái viên ngọc cổ đại. Con DK thì chúng ta phải cần kiếm hai cái. Con DK các anh em phải cần kiếm một cái viên ngọc cổ đại và một chiếc nhẫn quang huynh. Còn như các con còn lại như đách quay nè, con cung nữ nè hoặc là con sum, chỉ cần là nhẫn quang huynh là được. Thì các anh em đủ level là 220, các anh em lại cái con Malon này để nhận nhiệm vụ vào. Và cái con này á, thì nó không cần làm nhiệm vụ nên mình nhận nó không cho đâu anh em à. Và hôm nay vào trong đây để mà mình chia sẻ cho các anh em một bước lên mây. Một bước lên mây là sao? Ở cái giai đoạn bây giờ á, thì những anh em chưa có thủ thuật là không thể nào mà lên trên Ikagut được. Thủ thuật đó rất là dễ anh em. Vì những cái xe sành thấp thì mình đã có áp dụng, mình đã có làm một số clip rất là nhiều. Anh em nào theo dõi clip của mình, thường theo dõi ủng hộ là sẽ biết những cái thủ thuật đó. Ở ngay thời điểm bây giờ các anh em muốn thuê được một cái win để các anh em lên ở trên map Ikagut thì các anh em phải tốn cái đồng con này đây. Cái turbon này thì các anh em phải nạp, không nạp thì các anh em phải cài. Hiện tại thì chỉ có là 100 turbon đây. Còn cái thứ hai thì các anh em phải có một cái thủ thuật. Thủ thuật đó là gì? Là mình sẽ ép những con kỳ lân ra thành con phượng hoàng. Thành con phượng hoàng rồi chúng ta lấy con phượng hoàng đó để lên trên map Ikagut nha anh em. Hiện tại trong túi đồ của mình hôm nay cái con DL của mình farm được là 3 cre, một hoa mai màu đỏ và một trâu. Thì mình sẽ về mình test nhân phẩm ngay và luôn xem là 10 con kỳ lân kèm theo một trâu là mình sẽ có ra được con phượng hoàng hay không. Và con phượng hoàng đó cũng có tỷ lệ xịt nha. Các anh em muốn mua được thì các anh em đi về cái map là Logan Kia cho mình. Các anh em vào trong quầy bar các anh em sẽ thấy những con kỳ lân đây. Và con kỳ lân này nó bán không hề rẻ đâu nha. Các anh em bấm vô nè. Đó, nó tới là 15k lần anh em. Thì các anh em cứ vô mua nhiều vô. Đây, mình sẽ mua là 10 con. Đã mua được 10 con xong, các anh em đi qua bên cái map là Nogia, lại NPC là Gobin. Các anh em ép lên cái con phượng hoàng. Các anh em qua bên map Nogia, cái sub là cha đê nha.
Tại vì súp cho đê chúng ta mới có thể là có NBC Gubin để chúng ta quay được. Còn ở những cái súp khác là nó không có nha. Hiện tại ở đây người ta đang treo bán đồ rất là nhiều, sẽ có một cái tình trạng là lan giật và lắc. Thì cái tỷ lệ xịt của mình nó rất là cao. Thì các anh em đi vào trong cài đặt nè, các anh em vào trong tùy chọn chức năng, thì các anh em sẽ tắt hết cho mình. Tắt hết như gì đây? Tắt hết như gì để làm gì anh em? Để cho một cái không gian cho nó trống nhất có thể, không còn lan giật lắc và đít nữa. Thì chúng ta sẽ bắt tay vào việc khảm một cái con phượng hoàng để mà mình lên trên map Ikegut. Nếu mà lên không được thì anh em phải làm tẩy bon lại nha anh em. Lần lượt anh em bỏ hết những con kỳ lân này vào cho mình, 10 con kỳ lân kèm theo đó là một chao. Ở đây mình kết hợp một cái con quái điểu còn gọi là con phượng hoàng, tỷ lệ chỉ có là 70% nha. 10 con nè và một chao là nó sẽ ra cho mình một cái con quái điểu còn gọi là phượng hoàng để mình lên nha anh em ơi. Xem tới đây thì các anh em chúc mình một cái cho nó may mắn anh em à. Vì một chao thì nó cũng không có đắt lắm, nhưng mà farm thì nó cũng cực kỳ là khó anh em. Không đắt nhưng mà farm nó khó ra, tại vì người ta không có bán sẵn đâu, anh em chỉ mua qua lại của người chơi thôi. Và mình sẽ kết hợp đây, 70% đã cho ra một cái con quái điểu cực kỳ là ngon lành. Mình sẽ lấy một cái con quái điểu ra cho anh em xem. Mình sẽ vào trong cái gương đồ. Ở đây là nó cho là gia tăng 15% sát thương nè, hấp thụ thêm là 10% sát thương, HP là 250 và có khả năng là phun lửa. Ra ngoài đây test quái điểu anh em à, đã quay được một cái con quái điểu rất là đẹp anh em. Và sẵn ở đây mình sẽ cho anh em xem một cái tác phẩm của mình vừa chế tác ra, là một con quái điểu còn gọi là con phượng hoàng. Ở đây mình sẽ test một cái bộ kỹ năng của con DL trước và sẽ lên trên map Ikegut test sau nha anh em. Đầu tiên là mình sẽ có một cái là ba tia còn gọi là quả diệm. Các anh em thấy đẹp chưa? Rất là đẹp nha, rất là hoài niệm anh em à. Tuy là nó không xa bằng những cái bản PC khác nhưng mà có đỡ hơn không. Và đây là một cái là chịu tập. Chịu tập quả này nó sẽ đi theo một cái luồng thẳng cho chúng ta, chứ nó không có bung quá rộng. Còn ở cái bản PC thì nó sẽ có bung một cái diện rộng ra nha, nó không phải đi một cái luồng thẳng như gì đâu. Tiếp theo là một cái kỹ năng công thành chiến. Kỹ năng công thành chiến này thì ở bên cái con game Block 2 của mình là đã có áp dụng. Các anh em có thể là vào ở trong cái con game Block 2 cũng có, và cái con game này thì cũng có nha anh em. Và đây là một cái là để mình boost lên. Và đẹp nhất là mình vẫn kết nhất là cái kỹ năng là quả lồng xích. Các anh em thấy không? Rất là hoài niệm, rất là đẹp luôn. Một cái bản của mobile mà nó làm như gì thì không còn cái gì để bàn cãi anh em à. Rất là đẹp. Và hiện tại thì mình đang kết hợp kỹ năng cho nó đây. Skill chính của mình là quả long xích, và tầm khoảng 2 giây là nó sẽ quánh một cái skill thường đặn cho nó giảm lượng mana tốt nhất có thể. Nhưng mà được một cái là nó đẹp, nó hoài niệm nha anh em. Mình sẽ lên trên map Ikegut mình test cho anh em xem. Thời gian đầu các anh em không có save win ra được thì các anh em chế cho mình một cái con phượng hoàng nha. Lên trên đây xong thì các anh em bỏ cái con phượng hoàng xuống. Bỏ xuống để làm gì anh em? Bỏ xuống là con quái nó cắn, đừng có chết cái con phượng hoàng của mình nha. Rồi, các anh em đứng đây các anh em farm. Quả trên đây khá là trâu anh em à. Xem là nó có trụ được ở trên cái map này không nha. Quả trên đây khá là trâu. Như vậy là các anh em có thể là bỏ bên cái phần XTG xuống một tí xíu, cộng lên trên đây 500 điểm. 500 điểm vào trong nhanh nhẹn nữa là mình ở trên đây vô tư nha anh em à. Tại hiện tại là của mình ở đây farm cũng vẫn tốt bình thường. Mình sẽ cộng 500 điểm, mình sẽ hạ 500 điểm ở trên xuống, mình sẽ cộng cho anh em xem ngay vào luôn nha. Ở trên đây thì mình sẽ tẩy nè. Trên đây là mình sẽ cho nó vào trong đây 500 điểm nè. Và trên đây mình sẽ cho nó là 3700 coi. Như thế là của mình thủ rất là cứng rồi anh em à. Các anh em farm ở đây là không sợ bị quái nó cắn mắt đâu nha. Đây, cho anh em xem nè. Ở đây là nhanh nhẹn của mình nè, là 1500, năng lượng của mình là 900 và sức mạnh của mình là 3700. Thì như vậy anh em có thể là farm tốt ở trên map Ikegut. Và các anh em lưu ý một điều cho mình, lên được trên đây các anh em nên tháo con phượng hoàng xuống. Còn nếu mà các anh em có full boost thì các anh em không cần tháo làm gì, vì tỷ lệ ép của nó là nó 70%. Tuy nó cao thiệt nhưng mà một chao mình kiếm cũng cực kỳ khó. Cái con kỳ lân thì mình kiếm nó dễ rồi đó, còn một chao á thì nếu mà hên tầm khoảng 5 phút, 10 phút các anh em sẽ có được một chao. Còn nếu mà đen thì nguyên một đêm chẳng có một chao nào đâu. Và mình test qua bên cái phần là full mana xem là cái đam của mình sẽ lên được bao nhiêu nha. Khi cộng điểm xong thì các anh em vào trong đây xem lại đồ của mình xem nó có bị thiếu điểm không. Nếu mà thiếu điểm nó sẽ mắc đam và mắc thủ. Anh em kiểm tra lại hết như vậy rồi thì các anh em dồn hết vô trong mana. Dồn hết vô trong mana là các anh em treo đêm nó sẽ dễ dàng hơn. Thì mình sẽ cộng ở đây là 466 luôn. Mình sẽ treo. Khi các anh em cộng như vậy các anh em treo đêm nó rất là tốt nha. Tại vì mình có một cái lượng mana rất là nhiều, không bị hụt hẳn mana đâu. Các anh em farm ở đây như gì nó sẽ rất là ổn áp luôn. Và cái lượng đam cho ra cũng không hề nhỏ. Lúc trước hôm nãy mình cộng XTG nó cũng là hơn 4k. Và hiện tại mình full mana nó cũng vẫn hơn 4k. Thì anh em có thể là đi hai hướng nha. Và anh em có thể là đi theo hướng là quả diệm này cũng được nữa này. Mình sẽ test quả diệm cho anh em xem nha. Quả diệm nó farm cũng cực kỳ tốt nha anh em. Và cũng có một cái kỹ năng là quả long xích ở đây. Lên mắc đam của mình nó lên được gần 5k nha anh em ơi. Như vậy là khá là ổn nha. Các anh em có thể là chơi theo cái hướng như gì của mình. Rất là ổn áp luôn. Lên trên đây thì ít bị canh chạnh
những cái bãi quái, vì một số anh em sẽ biết và một số anh em này không biết đâu, nên anh em có thể là lên trên đây để mà mình kiếm nguồn thu trước. Thứ nhất là mình có thể là mình nhặt được dây ve, thứ hai mình có thể là mình nhặt được full đồ mình bán, thứ ba là mình có thể là mình có một cái không gian nó thoáng nhất có thể. Các anh em có thể là lên trên đây để mà mình farm nha. Ok, và như vậy cái video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha. Các anh em hãy nhanh chân vô vào trong đây để ép cho mình một cái con phượng hoàng. Lên trên đây farm là nó sẽ vắng nhất có thể.